Trân trọng mến chào tất cả các bạn đã quay trở lại kênh Duy Võ. Thì hôm nay thì Duy quyết định làm cái video này để chia sẻ cho các bạn cái cách thức mà các bạn có thể biến một cái TV bình thường của mình ở nhà thành một cái Smart TV, hay còn gọi là cái TV thông minh. Thì để biến cái TV thường thành cái TV thông minh á, thì cái TV của các bạn á, nó phải hỗ trợ cái giao thức gọi là HDMI. Đây là cái sợi cáp mà kết nối qua cái giao thức HDMI nè, tức là trên cái TV của bạn nó sẽ có một cái cổng tương đương như thế này. Đó. Cái cổng tương đương với cổng này nó gọi là cổng HDMI, để mình gắn cái sợi cáp này vào. Thì chút mình sẽ nói chi tiết như thế nào ha. Thì đầu tiên là cái TV của bạn phải có cái cổng này. Đó. Cái cổng này để truyền cái tín hiệu hình ảnh nè, truyền cái tín hiệu hình ảnh từ cái TV, từ cái này cái gọi là cái nó tương đương như cái TV box vậy đó. Đó, để truyền qua tín hiệu qua cái TV của mình. Đó. Thì ở nhà bây giờ ai cũng có khả năng là mua một cái TV màn hình phẳng, cái TV gọi là cái dòng LED hoặc là LCD bây giờ xưa rồi, dòng LED đó, TV LED hoặc là OLED đó, tùy các bạn ha. Rồi, bây giờ cái giải pháp đó là gì? Mình mua một cái TV thường. Đó, cái TV thường rồi mình mua thêm một cái bộ. Cái bộ này nè, nguyên một cái bộ này nè. Nó gọi là cái bộ TV Box hay là HD Player, HD Box Player. Đó. Thì TV Box, HD Box Player thì nó có nhiều loại, nhiều chủng loại lắm. Thì ở đây là mình có một cái WD TV Leaf của cái hãng hãng WD. Đó là một cái hãng về phần cứng cũng nổi tiếng của Mỹ đó các bạn. Đó. Thì các bạn có thể lên coi xem cái đường link bên dưới, mình có giới thiệu một số cái đường link để các bạn có thể mua cái bộ cái DVD player này nè, cái HD player này nè. Đó. Thì cái tiện ích của cái bộ này là như thế nào? Thì cái bộ này nó sẽ đi chung, nó đi chung gồm cái gì? Là cái này là cái thiết bị chính nè các bạn ha. Nó gọi là cái thiết bị này để đọc các cái file phim, các cái file audio ha, từ trong một cái ổ cứng. Đó, đây là cái ổ cứng. Thì thường cái ổ cứng đi theo nó là cái ổ cứng khoảng là 1T cho đến 4T để mình lưu trữ được nhiều hay ít thôi. Thì tại sao mình dùng ổ cứng? Ngoài ra các bạn có thể dùng USB cũng được, nhưng mà ổ cứng thì nó sẽ lưu trữ được rất là nhiều cái dữ liệu, cái video của mình để mình xem cho thỏa thích ha. Mình chép những cái phim HD vô đây. Rồi, đó. Đây là cái phần chính nè, đây là cái phần lưu trữ những cái ổ cứng để lưu trữ những cái video của mình nè. Còn đây là cái adapter. Cái adapter này là nó chuyển từ điện 220 sang cái nguồn điện DC cung cấp cho cái mình tạm thời gọi là cái HD player đi, cái HD player, tại vì nó hỗ trợ là xem phim HD ha. Thì đây mình sẽ có một cái cổng nguồn các bạn, đây có cái cổng nguồn nè. Cái cổng nguồn thì các bạn kết nối, các bạn ghim vô đây. Đó, ghim vô đây để mình cấp nguồn. Còn đầu này mình ghim điện 220. Đó. Rồi. Cái sợi dây cáp này nè, cái sợi dây cáp này là gọi là cái cổng cáp mà HDMI. Nó cái cổng cáp này trên thị trường nó bán nó có nhiều chủng loại lắm các bạn, dài ngắn khác nhau và nhiều thương hiệu khác nhau. Thì các bạn coi cái đường link bên dưới trong cái video này luôn, mình có hướng dẫn cho các bạn cái đường link để mà các bạn mua trên các cái trang web, các cái trang mạng bán hàng online đó uy tín đó, để các bạn mua cái sợi cáp HDMI này để kết nối từ cái HD player này vào cái TV của mình. Thì các bạn kết nối như thế này, đó, các bạn ghim này cái cổng HDMI, nó có hai chiều nha các bạn ghim cho đúng ha. Đó, ghim đúng như thế này. Đó. Xong, cái đầu này còn lại thì mình sẽ cắm vào cái TV ở nhà mình đó. Đó, thì mình sẽ biến thành cái TV thông minh. Đó. Thì trên cái thiết bị này nè các bạn, nó có hỗ trợ như thế này nè. Là nó có hỗ trợ cái cổng mạng luôn. Đó. Cái TV thông minh nó sẽ khác cái chỗ này là có cái cổng mạng nè các bạn. Các bạn có thể cắm cái cổng mạng, tức là cái sợi dây mà đầu RJ45 đó vào internet đó. Các bạn thấy trong các tiệm net đó. Nó thì các bạn nói với sợi dây bạn ra ngoài tiệm đó, bạn kêu bấm dùm hai đầu chuẩn A hoặc là chuẩn B gì đó, bạn cắm một đầu vô đây, một đầu các bạn cắm vô cái modem internet mà do nhà mạng nó cung cấp cho các bạn đó, thì cái này nó sẽ có thể vô YouTube, vô lướt web, nói chung là lên mạng y chang như cái TV thông minh, không có khác gì hết các bạn. Đó, thì thằng này nó có cái remote đi kèm đó, chút nữa mình sẽ cho các bạn xem cái remote của nó nha, để mình có thể ngồi trên giường hoặc là mình ngồi từ xa để mình điều khiển nó dễ dàng. Đó, đây. Rồi.
Thì cái thằng này nó sẽ có cái cổng, nó có những cái cổng hỗ trợ như thế này các bạn. Thì cái cổng này nó gọi là cái cổng USB, USB để mình cắm cái ổ cứng này vô này nè. Nè, cái ổ cứng này của mình nè, mình cắm vô. Thì cái ổ cứng này mình sẽ cắm cổng USB vô đây. Đó, nó có hai chiều nha, bạn cắm cho đúng nha. Đó, ghim như vậy. Thì ghim như thế này thì nó sẽ đọc dữ liệu từ trong cái ổ cứng này, đọc file từ ổ cứng này để nó trình chiếu và nó truyền qua cái tín hiệu cáp tín hiệu này nè, để nó truyền cái tín hiệu lên cái TV của mình. Cái độ phân giải là Full HD luôn, tức là cái độ phân giải là 1920x1080 luôn đó. Đó, thì hầu như tất cả các cái TV bây giờ là nó đều hỗ trợ cái chuẩn phân giải đó. Đó, rồi. Ngoài ra nó có cái cổng là AV out nữa, AV out để các bạn lấy cái tín hiệu âm thanh ra nếu cần. Nhưng mà thực chất á, là cái cổng HDMI này nó đã truyền luôn cái tín hiệu hình ảnh và âm thanh chung luôn rồi. Cho nên cái chuẩn này các bạn khỏi cần sử dụng cái cổng này cũng được. Đó, thì cái cách kết nối nó như thế này. Cái này bằng ghim điện ha, ghim điện xong. Này đấu vô cái TV của mình. Đó, xong. Rồi các bạn sẽ dùng một cái remote để các bạn điều khiển. Thì một cái số dòng mà HD player nó có thêm cái cổng USB phía trước này nè, để các bạn có thể dễ dàng là các bạn gắn thêm một cái, ví dụ như mình cần xem một cái bộ phim mà mình chưa có chép kịp vào trong ổ cứng á, thì mình gắn cái đầu cái phim mà mình chép từ trong USB mình chép, mình gắn vô đây mình hát trực tiếp luôn luôn. Đó, đó là cái giải pháp mà mình cung cấp cho các bạn. Thì cái tiện lợi của cái này là nó vừa đọc file từ trong một cái ổ cứng mà nó vừa vào internet được luôn. Đó. Thì các bạn nhớ là có cái đường link bên dưới để mà mình sẽ chỉ cho các bạn cách mua hàng trực tiếp trên mạng luôn, rất là uy tín, những cái trang uy tín như là Sen Đỏ hay là Tiki, Lazada, đó là những cái trang web đó của Amazon nữa, Amazon Việt Nam, rồi Alibaba, các bạn vô đường link đó các bạn mua đó. Bạn nào mà có nhu cầu mà mua cái cổng HDMI này thì mình sẽ bán trực tiếp cho các bạn luôn. Một cái sợi dây dài từ 3m cho đến 5m. Đó, dài hơn cái này ngắn thôi. Đó, 3m đến 5m mà bảo hành cho các bạn là trong vòng 36 tháng luôn. Giá thành rất là rẻ, chỉ có 150.000. 150.000 cho cái sợi 3m và 200.000 cho cái sợi 5m. Đặc biệt là hàng tốt cho nên bảo hành cho các bạn là 3 năm luôn, 36 tháng. Đó. Rồi, thì đó là cái thôi sẵn đây mình giới thiệu cho các bạn luôn cái remote của nó luôn. Các bạn đợi chút xíu nha, mình sẽ cho các bạn xem cái remote. Ok. Thì đây là cái remote ha, remote đi chung với cái bộ HD player này nè các bạn. HD box player nó đi chung luôn. Thì cái remote này các bạn có thể dễ dàng là các bạn điều khiển nó y chang như các bạn điều khiển của cái TV thông minh vậy đó. Nó thì có nút tắt mở nguồn nè, rồi các cái menu truy cập ok nè, rồi nói chung là nó đầy đủ tính năng hết. Thì các bạn phải tùy theo từng cái loại HD player box khác nhau mà các bạn có cái remote và chức năng khác nhau. Thì tất nhiên là các bạn mua về thì nó có cái phần hướng dẫn chi tiết rồi. Đó, cái remote này nó tiện lợi là các bạn có thể ngồi trên giường hoặc là con của các bạn đó muốn học tiếng Anh á, thì nó có thể cầm cái remote này nó tự điều khiển, thay vì nó học điều sử dụng máy tính thì nó không cần ha, nó điều khiển cái này luôn. Ngồi trên giường mình muốn tắt mở hoặc là mình chuyển trình duyệt web vô, mình lên YouTube hay là mình coi phim trên ổ cứng gì đó vân vân. Nó còn cái này là cái remote TV, thì bất kỳ cái TV nào các bạn mua về á, TV thường, TV thông minh nó đều có cái remote. Ở đây mình ở nhà mình xài cái TV Samsung ha. Thì ở đây mình sử dụng cái remote này để mà mình chọn. Các bạn lưu ý sang đây nói luôn là trên mỗi cái TV á, nó thường có từ 2 cho đến 3 cái cổng HDMI. Thì các bạn khi mà các bạn cắm cái sợi cáp này nè vào cái cổng HDMI của cái TV đó, thì các bạn phải coi HDMI đó là HDMI 1, HDMI 2, HDMI 3. Đó. Thì nếu mà các bạn chọn cái tín hiệu á, cái tín hiệu để mà chuyển từ cái hộp mà HD player này vào TV, các bạn chú ý nè, thì trên cái remote nó thường có cái nút là source, đó, tức là cái tín hiệu nguồn, thì mình bấm vô đây thì các bạn dùng cái phím cái nút để mà chỉnh lựa chọn nè, để các bạn chọn đúng cái tín hiệu là HDMI 1, 2 hoặc 3, rồi các bạn nhấn OK hoặc là Enter để các bạn chọn đúng cái tín hiệu mà TV sẽ nhận vào, thì từ đó các bạn mới kết nối được với cái HD player này cho đúng đó. Thì mình sẽ có một cái đoạn video ngắn phía sau này để các bạn mô phỏng cho các bạn là
cái cách mà mình kết kết nối vào TV ha, rồi mình xem cái phim ở trên đó như thế nào. Ok, thì đây mình quay cho các bạn xem cái cách mình kết nối vào cái Smart TV của mình, cái TV thông thường của mình ha, thành cái Smart TV đó. Thì cái đây là cái TV LCD, TV LED bình thường của mình nè, độ phân giải Full HD. Thì đây là cái hộp mà hồi nãy là cái box HD player mình giới thiệu các bạn nhé, với cái ổ cứng nè. Đó, kết nối vào xong rồi đó. Thì cái dây nguồn đây, cái dây nguồn màu trắng này là cái dây nguồn của HD player đó, mình cắm vô đây. Còn cái dây nguồn màu đen là cái dây nguồn của TV nè, các bạn thấy không? Đó, dây nguồn của TV. Rồi còn cái dây này là cái cổng tín hiệu HDMI nè. Đó, mình sẽ kết nối vào trong cái HDMI của TV. Mình gắn đây sợi dây này, gọi là dây tín hiệu ha, mình gắn phía sau. Thì thường phía sau cái TV á, nó sẽ có cái các bạn thấy là cái cổng HDMI nè, nó có nhiều cổng đó các bạn. Đó. Thì mình gắn vào đúng cái cổng nào thì mình đọc tên đúng cái cổng đó. Đây mình gắn cổng HDMI 1, nó nhiều cổng lắm. Rồi, ok, đây có tới 3 cổng nè. Đó. Rồi. Sau khi kết nối xong rồi mình sẽ dùng cái remote. Đầu tiên mình bật cái TV lên. Đó, bật TV lên thì các bạn bấm vô cái nút màu đỏ này, bấm nguồn nè. Bật TV lên. Ok, đó, tín hiệu TV lên. Thì ở đây trên cái TV á, khi bật lên xong á, nó sẽ hỏi các bạn là kết nối vào cái cổng nào. Thì thường trên TV nó sẽ hiện cái HDMI 1 này các bạn. Nó thì chút mình sẽ chọn đúng cái tín hiệu, cái cổng kết nối đó. Thì mình cái cách chọn nè, mình chỉ các bạn luôn. Các bạn bấm vô cái trên remote có cái nút sụt nè, nút sụt nha. Đó, cái này nó hơi không rõ nè, bấm vô đây. Đó, thì nó hỏi mình là chọn cái cổng nào. Thì các bạn dùng cái phím mũi tên các bạn di chuyển nè, chọn đúng vô cái HDMI 1 ha. Nếu không chọn đúng là nó báo là không có tín hiệu nguồn nè, các bạn thấy không? Đây, tín hiệu nguồn. Rồi mình chọn HDMI 1 ha, chọn qua đây. Đây. Đó, chọn enter. Rồi, đúng tín hiệu thì nó mới kết nối vào cái HD box này. Đó. Cái HD box này thì nó có cái remote riêng của nó. Đây cái remote của nó nè. Thấy chưa? Nè, các bạn cái nút tắt mở nguồn nè. Ha, đây mình mở rồi. Rồi, bây giờ sau khi kết nối vào HD box rồi á, nếu mà HD box các bạn mà kết nối vào internet thì các bạn coi cái cách kết nối như thế nào và chọn tín hiệu internet để vào YouTube ha. Còn đây là mình sẽ hát, mình sẽ chơi cái file phim ha, file MP4, file phim ảnh trên cái ổ cứng này. Đó, ổ cứng này nè. Đó. Thì để mình hát cái đó thì mình chọn như thế này. Mình hướng dẫn nha, mỗi cái dòng nó khác nhau các bạn. Đây, mình qua mình chọn vô cái file ha. File mình enter. Đó. Đó, nó đọc vô cho. Đó, thì trên ổ cứng mình chép thư mục hay là tiệp tin như thế nào thì nó sẽ hiển thị trang như vậy. Thì bây giờ mình đang là kids song nè, cho con gái mình học nè. Enter ha. Đó. Giờ mình chơi một cái bài nào đó nè. Ok, for this song đi. Đó. Rồi, nó hỏi mình ok luôn đi. Resume chơi lại. Đó, các bạn nhìn thấy không? Đó, các bạn có thể điều chỉnh cái âm lượng ha. Đó. Thì con mình hay học tiếng Anh trên cái TV này nè. Ok. Đó. Rồi, mình có thể back lại ha. Nó có cái nút back để mình đây, nút back không có rõ lắm. Ok, back lại. Đó. Back lại thì bây giờ mình back lần nữa để mình trở ra ngoài cùng luôn. Đó, trở ra ngoài cùng. Bây giờ mình thử mình xem một cái phim HD ha. Ở đây là cái phim Avatar nè. Full HD luôn nha các bạn. 1080p nè. Enter. Nó ok. Các bạn thấy không? Đó, lúc này mình xem coi như các bạn thấy là mình xem phim Full HD luôn từ cái HD box này. Đó, ok. Thì hy vọng là cái video này thì có ích cho các bạn. Và các bạn hãy nhớ là nếu thấy video này có ích thì các bạn nhớ là nhấn like hoặc là click share để chia sẻ cho nhiều bạn bè khác cùng xem video này. Và đừng quên đăng ký kênh YouTube Duy Võ để tiếp tục đón xem nhiều video mới rất thường xuyên các bạn nha. Chân thành. Và các bạn nhớ là nhấn vào cái quả chuông ở bên cạnh để nhận được cái thông báo khi có video mới up lên kênh. Thì chân thành cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Thank you. See you next time.
họ sẽ kiểm tra và viết $12, bạn sẽ có được một tách cà phê.